Xin chào các người trở lại với kênh của mình. Và cái lý do mà mình quay video này ngày hôm nay á thì là do là hồi trưa nay mình đi làm, mình đi ngang qua trường cấp 3 của mình và mình thấy là các em đang phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chạy vội vã tới trường. Thì lúc đó cái cảm giác của mình là rồi, và đây sẽ là 3 điều mình không thích khi mà mình còn đi học. Thì hầu như thì các bạn đều biết là các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Việt Nam thì cũng đều bắt đầu vô học vào lúc cỡ khoảng 6h30, 6h45 cho tới 7h. Và bắt đầu giờ ca học buổi chiều vào lúc là 12h45. Ví dụ nếu như mà trường của bạn bắt đầu giờ học vào 6h45 thì tức là bạn sẽ phải dậy tầm 6h. Nếu như mà nhà bạn ở gần trường, hoặc là các bạn ở nhà xa hơn á, hoặc là muốn ăn sáng một cách thoải mái thì chắc chắn là phải dậy tầm 5 giờ mấy thôi. Mà trong cái đó thì mình có đọc một vài cái tài liệu ở trên mạng đó, đó chính là trẻ em từ 14 tới 18 tuổi thì nên ngủ hơn 10 tiếng đồng hồ vào buổi tối. Thực tế là ngủ hơn 8 tiếng nhưng mà mình xin lỗi là mình nói lộn thành 10. Thì mình cũng ngẫm lại là chết cha, nếu mà dậy tầm 6 giờ như vậy thì tức là hơn 8 tiếng là phải ngủ vào lúc 9 giờ mấy 10 giờ. Wow, đó là một điều không thể. Là tại vì tôi biết là các bạn học sinh bây giờ phải đi học thêm, học nếm và bài vở về nhà rất là nhiều. Hồi đó mình cũng vậy thôi, cho nên là chắc chắn là chúng ta phải ngủ vào lúc 10 giờ mấy, 11 giờ và đôi khi là 12 giờ, 1 giờ sáng để làm gì? Để học bài, để làm bài, và đôi khi là không phải là học bài, làm bài để ngồi chơi game mà là ngồi coi phim gì đó thôi, bấm điện thoại thôi. Nhưng mà mình cảm thấy là cái việc mà phải ngủ sớm như vậy đối với một cái người trẻ mười mấy tuổi là một cái điều rất là khó. Mình cũng vậy mà mình đâu ngủ sớm được đâu. Cho nên là cái việc mà dậy vào lúc 6 giờ vẫn chưa đủ thời gian ngủ, lên lớp thì ai cũng lờ đờ hết, rất là ngáo, mà thậm chí là ăn sáng còn lại ăn vội ăn vàng. Mà trong khi đó trời ơi, cái nền văn hóa ẩm thực đồ ăn sáng Việt Nam biết bao nhiêu là món ngon, bún bò, phở, hủ tiếu, mà dậy sớm vậy thì làm sao mà ăn được. Nhưng mà người ta nói là ngủ không đủ giấc như vậy thì làm sao mà phát triển được đầy đủ về thể chất lẫn tinh thần được. Cái thời đi học của mình thì mình rất là khó chịu cái điều này. Khi mà bạn học một cái bài mới trong sách giáo khoa hoặc là thầy cô đang giảng bài trên bảng á, thì chúng ta sẽ có một cái công thức cố định sẵn đúng không? Và kèm theo là những cái ví dụ bài tập nhỏ nhỏ ở dưới. Thì ok, cái ví dụ đó nó rất là đơn giản, rất là dễ hiểu và thầy cô cũng giảng rất là dễ hiểu. Cho tới khi thầy cô ra bài tập mẫu cho chúng ta lên bảng làm. Trời ơi, tôi không hiểu nổi luôn á, tức là lúc nào á, thường nhá, thầy cô phải nói là truyền đạt chúng ta những cái kiến thức rất là căn bản và rất là dễ hiểu ở mức 1, 2 gì đó, và khi ra bài tập và thi kiểm tra là toàn là 6, 7, 8 không à. Và một cái lý do tiếp theo nữa là mình rất là khó chịu, đặc biệt là ở cái bộ môn văn. Thực sự bây giờ mình đã làm một cái ngành gọi là ngành nghề, ngành viết, ngành đọc liên quan tới chữ nghĩa rất là nhiều, thì tức là bạn phải có ít nhất một tí xíu năng khiếu về khả năng sáng tạo cũng như là chữ nghĩa. Nhưng mà hồi đó mình học văn ngu như bò ấy. Hồi đó mình học là cao lắm thì 7 điểm, 7 điểm rưỡi, chưa bao giờ lên được 8 điểm. Tại vì sao? Tại vì làm văn chuyên gia bị thiếu ý. Nhưng mà mình rất là thắc mắc tại sao cái tiêu đề cho là phân tích tác phẩm, nêu cảm nghĩ về hình ảnh, bàn tay tờ nú bị bốc cháy hoặc là cái gì đó, phân tích và nêu cảm nghĩ về một cái gì đó, tức là cảm nghĩ của em mà, phân tích theo quan điểm của em mà, thì tại sao lại thiếu ý được? Mỗi người có một ý riêng chứ tại sao lại nói là thiếu ý được? Và luôn luôn mình coi trong cái ba rem điểm thi á, luôn luôn sẽ là có những ý này thì sẽ được chấm đầy đủ điểm, rồi lối viết văn mạch lạc, rồi này nọ nữa thì sẽ được điểm cao. Văn là của mỗi người, cảm nghĩ là của mỗi người, suy nghĩ là của mỗi người, mà đâu ai giống ai đâu, mà tại sao lúc sau lại nói là không đủ ý. Giống như là cái bàn tay tòi nút bị bốc cháy đó, người này sẽ nhìn nó theo một cái hướng này, sẽ thấy là ôi bàn tay đó bốc cháy như một ngọn lửa thắp sáng cái tinh thần chiến đấu kháng chiến. Còn một người khác là nhìn thấy nó một cái hình ảnh rất là đẹp, hình ảnh hy sinh cho đất nước Tổ quốc rồi sao. Mỗi người có một ý kiến mà mình thắc mắc là tại sao lại có cái kiểu mà đếm ý mới đủ ba rem điểm như vậy. Mình cảm thấy làm như vậy nó rất là giống như là cái việc học vẹt. Theo mình biết là nếu như mà các bạn đi du học á, là các bạn sẽ phải viết bài luận rất là nhiều. Để làm gì? Để trình bày quan điểm cá nhân của các bạn, và cũng như là rèn luyện cái sự mạnh dạn trong việc nêu được quan điểm cá nhân, ý kiến cá nhân, cũng như là biết cách lắng nghe quan điểm và ý kiến của người khác để xây dựng cái tính cách cá nhân riêng của mình, để thể hiện được cái con người của mình. Rồi đó, thì nói chung là mình suy nghĩ và mình gom lại được 3 điều mà mình không thích nhất thời mình đi học. Thì nó có thể đúng với mình tại vì mình đi học thì mình thấy vậy, hoặc là có thể là không đúng với các bạn tại vì các bạn đi học thì nó sẽ khác. Nhưng mà mình nghĩ là đại đa số nhiều người sẽ rất là giống mình. Mình biết rằng sẽ có rất là nhiều lý do cho những cái việc trên, ví dụ như là học sớm như vậy là để trường có thể chia được hầm 2 buổi cho một lớp chiều, một lớp sáng xài chung một phòng học. Hoặc là khi giảng bài thì cho một cái ví dụ đơn giản như vậy thôi, và sau đó thì các em sẽ dựa trên cái ví dụ đó để khi mà làm bài thì khó hơn, để giúp các em phát triển tư duy. Hoặc là giống như là cái việc mà có barem điểm là để chấm một cách công bằng và công tâm hơn, thì mình biết tất cả, mình biết hết mấy cái lý do đó hết. Cái câu mà ba mẹ vẫn hay nói: tụi bay có học thôi mà làm cũng được. Trời, đi học khó lắm luôn á, tôi cảm thấy là đi học rất là khó luôn. Học 1 mà ra 5 ra 6 không thôi. Cho nên là mình luôn luôn thông cảm cho cái sự khó khăn của các bạn. Thôi thì mình cũng biết đây là đang cái mùa thi của các bạn, cho nên là mình mong mọi người sẽ học thật tốt, cũng bài thật tốt để có những kết quả thi tốt nhất. Và cho dù là mình có ngồi đây mình nói xàm, nói nhăn, nói cuội gì đi nữa thì thế giới vẫn cứ xoay và các bạn vẫn phải đi học thôi đi. Cho nên đây chỉ là một cái video xàm xí của mình thôi, để nói lên là những cái điều mình đã trải qua. Vậy thôi, chúc mọi người có một mùa thi gặp nhiều may mắn. Và cho dù là mình có không thích đi nữa thì mình cuối cùng vẫn phải hoàn thành tốt công việc học của mình, để có vốn liếng mà sau này lỡ ai chửi mình có cái chửi lại chứ. Nói đùa một tí thôi. Thì mọi người không thích điều gì khi còn đi học thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và cũng như đừng quên like và subscribe kênh của Cuội nha. Tạm biệt mọi người.